Cái này nó có từng set như vậy các bạn. À, từng set này. Một cái jack. Cái này nhìn quen quen, không biết ở trong đâu. Ở đây nó có 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 con các bạn. 9 con nha. Các bạn thấy 9 con này. Cái còi là 224. Điện áp à. 380. Đây bạn xài 250 ok nha. Các bạn thấy đây công suất. Các bạn xài 200 250 á. Xài 3P. 3P. Đang hàng cực xịn. Dây. Nó hai cặp. Này cái coi. Sơ đồ thì mình thấy là nó hai cặp. Vừa thường đóng cũng có, thường mở cũng có. Hai cặp thường đóng thường mở. Này là mấy cái nối. Dây điện.